Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân xin phép được review giới thiệu một siêu phẩm điện thoại, một trong những chiếc điện thoại đẳng cấp nhất, đỉnh cao nhất hiện nay. Đây là chiếc điện thoại tuy nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng có giá trị tương đương một chiếc xe to, một chiếc xe Mercedes, và giá trị cụ thể trên 1 tỷ đồng. Chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại Vertu Signature S, và đây là bản vô cùng đặc biệt. Toàn bộ thân vỏ, tất cả chi tiết bên ngoài đều là vàng nguyên khối và đính kim cương. Từng phím bấm cũng là những viên kim cương tuyển chọn siêu đẹp và siêu chiếu, siêu lấp lánh. Đó là kim cương thiên nhiên được đính trên thân vỏ này, được đúc từ vàng nguyên khối rút ra AU750. Đường cong đây là body đường cong sexy, vô cùng quyến rũ. Phần gốm sau bằng đá ceramic, phần da hoặc là gốm ceramic ở đây cũng đều được trở thành là vàng nguyên khối và đính kim cương theo trên cái phần đầu của nắp cài, có biểu tượng hình theo kiểu chữ V. Ở đây trên cái phần gợi cảm này có một điểm vô cùng đặc biệt, một điểm nhấn vô cùng đặc biệt mà ai nhìn cũng để ý, ai nhìn cũng thấy và ai nhìn cũng ấn tượng ngay. Khi quý khách đang sử dụng chiếc điện thoại và nghe gọi như thế này thì người đối diện của chúng ta, đối tác của chúng ta, họ sẽ nhìn thấy cái điểm chiếu ở đây là vô cùng đặc biệt, điểm quan trọng, rất đẹp, lấp lánh, rất là sang. Và bây giờ Kỳ Lân thử đặt nghe và quý khách sẽ nhìn. Khi Kỳ Lân nói chuyện điện thoại, Kỳ Lân cầm như thế này, đặc biệt là trong ánh đèn nữa thì cái điểm kim cương này chiếu vô cùng và đẹp, gây sự chú ý, thể hiện sự cá tính và thể hiện được sự đẳng cấp giữa mọi người. Và Kỳ Lân cầm chiếc điện thoại này giống như đang cầm một thỏi vàng thật sự, bởi vì toàn bộ tất cả chi tiết ở phần ngoài đều là vàng nguyên khối đúc ra hết và đính lên là kim cương, ngoại trừ cái mặt kính màn hình là bắt buộc phải sophia nguyên khối và kính phím, còn ngoài ra thì tất cả những chi tiết vỏ bọc bên ngoài đều là vàng đúc, vàng nguyên khối đúc ra. Và trọng lượng vàng của này á thì tùy vào mỗi sản phẩm, và cụ thể phiên bản này thì gần 5 lượng vàng. Và sắp tới Kỳ Lân sẽ review một cái điện thoại Vertu Atterby full vàng khối, tất cả những chi tiết quý khách hãy đón xem nhé. Ở trên đây sẽ có 12 nút bấm bằng phím từ 1 đến 9 và sau không thăng là 12 nút. Và đính trên 12 phím này là 40 viên kim cương thiên nhiên. Phím 5 chiều ở đây cũng được đúc bằng vàng và đính kim cương. Nút giữa, nút chọn giữa là 3 ly 39. Cái khay SIM cũng đặc biệt vô cùng. Cái khay SIM này không là gần 2 chỉ vàng nè. Đây mình sẽ căng thêm khay SIM. Khay SIM không đã là 2 chỉ rồi. Đối với khay SIM bản bình thường thì sẽ là có một chỉ hai máy à. Có nghĩa là cái khay SIM đặc biệt cho chiếc điện thoại Vertu 1.6 tỷ, khay SIM Nano này trọng lượng vàng nặng gần gấp đôi khay SIM bản bình thường. Vâng, và bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện gắn SIM vào để test máy cho quý xem. Bên hông sẽ có một cái chốt, và ở chốt này chúng ta nhìn ở từ trên nhìn xuống sẽ thấy có một cái khe mỏng ở đây. Chúng ta dùng cái vật mỏng hoặc là cái tay của chúng ta, được ngón tay nè, chúng ta đưa vào cái khe này, kéo ra
ở trong cái này nó có một cái lò xo, nên chúng ta kéo ra thì cái khay sim nó sẽ được đẩy lồi lên rồi ra và chúng ta rút ra ngoài. Bởi vì trên cái khay sim này á có hình được vẽ mô phỏng theo cái sim, tức là cái sim thường sẽ có một góc chặt góc ở đây, chúng ta đưa đúng cái sim vào thì nó vô, còn nếu mà đưa chặt thì nó không vô được, sai hướng nó không vô được, đưa đúng hình thì nó mới vô bên trong cái khung. Sau đó chúng ta cầm cái màn hình nhìn đối diện cái màn hình chúng ta, và cái khay sim nhét vào khay cũng vậy, nó cũng nhìn cái mặt sim đối diện. Sau đó đưa lên và không đút vô nha, chúng ta phải lật ngược lại, tức là cái mặt sim này khi đưa vào khung của cái ổ sim này rồi á thì chúng ta phải lật ngược ra đằng sau màn hình, nó ngược lại với màn hình á, rồi chúng ta nhét vào. Lưu ý khi nhét vào là chúng ta phải để làm sao mà giữ làm sao mà đừng có để bị bung cái sim ra ngoài, nó sẽ bị kẹt. Nên khi chúng ta đưa vào á thì tốt nhất, đơn giản nhất, chúng ta lật cái điện thoại xuống và cái khay sim chúng ta nhét vào thì luôn luôn giữ cái tay cho sim nó bằng, đừng bung ra khỏi cái khung. Sau đó chúng ta đẩy vào là cái lò xo nó tự nhấn vào cái chốt. Sau đó chúng ta nhấn khởi động ở trên đầu. Trên đầu này nó có một bên là cái ổ sim và một bên là cái nút công tắc nguồn. Chúng ta sẽ nhấn vào đây giữ tầm 3 giây thì chiếc điện thoại sẽ rung và bắt đầu khởi động. Đó là âm thanh rất quen thuộc của điện thoại Bluetooth, âm thanh chính hãng. Khi mà chúng ta đã sử dụng chiếc điện thoại chính hãng và quen thuộc với chiếc điện thoại chính hãng rồi thì một chiếc điện thoại nhái, một chiếc điện thoại fake ở kế bên cách 2m, chúng ta nghe âm thanh chúng ta cũng có thể biết được đó là sản phẩm gì. Đó là kinh nghiệm. Rồi, sau đó chúng ta khởi động. Và đối với chiếc điện thoại Vertu Synergy S này, không cần thiết phải lấy pin ra mới thay sim như một số dòng điện thoại khác. Chúng ta chỉ việc là lấy sim thì tắt nguồn ra rồi bỏ sim vào mở nguồn lên là xong. Còn pin thì đã mình để trong này rồi, mình cứ thế mình dùng thôi. Còn nếu như chúng ta muốn thay pin thì đơn giản lắm. Trước khi tháo nắp pin thì chúng ta phải tắt nguồn. Rồi sau khi tắt nguồn xong, cũng giống như là lấy sim hồi nãy, chúng ta lật nghiêng điện thoại xuống thì chúng ta sẽ thấy được nó sẽ hở cái khe của cái chốt bán nguyệt này ra, và chúng ta nạy ra, dỡ ra, sau đó nó sẽ bung như thế này. Lúc này chúng ta chỉ việc cầm cái vòng bán nguyệt này nè, chúng ta xoay ngược kim đồng hồ thì ngay lập tức cái nắp pin nó sẽ được mở ra và chúng ta nhấc ra khỏi phần máy. Ở dưới đây nè, nó có một cái khe, chúng ta sẽ đưa vào cái khe này và đẩy ngược cái quả pin lên trên để mà nhích cái phần đáy của pin ra. Có nghĩa là trong này cụ thể là đối với máy thì sẽ có 3 cái chân pin ở bên trong, và 3 chân pin này đàn hồi được giống như lò xo vậy. Thì khi chúng ta đưa vào thì không thể đặt thẳng ngăn không gì được, không thể ngăn xương gì được, mà chúng ta phải đưa cái phần chân pin. Trên quả pin sẽ có 3 cái chân pin tương ứng với 3 phần chấu của máy. Thì chúng ta đưa vào trước, chúi xuống trước rồi chúng ta nhấn vào thì 3 cái lò xo này sẽ tự đẩy vô. Tức là sau khi nhấn vào thì nó sẽ thụt 3 cái lò xo vô. Thì ở phần này chúng ta chỉ việc đặt xuống rất nhẹ nhàng, không phải đặt đáy rất nhẹ nhàng. Còn nếu như chúng ta mà để mà không đẩy xuống á thì đẩy vô nó sẽ không có được, nó cứng lắm. Chúng ta đẩy ép thì nó sẽ kêu có cặp, nó sẽ ảnh hưởng tới độ mòn của những chi tiết. Cho nên để sử dụng đúng cách thì chúng ta sẽ lấy quả pin và chúi xuống, đưa tiếp xúc giữa ba lỗ mạch pin với 3 cháu pin trên thân máy, rồi chúng ta sẽ đẩy nhẹ vô thì chân pin nó sẽ thụt vào trong. Lúc này quả pin chúng ta đặt vô vừa khít nhẹ nhàng. Đây là một miếng vàng nguyên khối rất dày đặc, và bên trong là nguyên miếng beta có những cái ngàm để xỏ vào phần máy. Chắc chắn rằng sẽ có nhiều bạn thắc mắc, nhiều quý khách thắc mắc là tại sao không làm luôn bằng vàng, bởi vì vàng bị mềm, vàng sẽ mềm, beta là những nấc cứng, nên khi mà chúng ta đưa vào thì nó sẽ giữ chặt điện thoại. Nên là ở phần vàng này đúc nguyên phối rất dày, cực kỳ dày luôn,
nó dày cộm và nguyên khối đúc rất nặng. Cái miếng này không đã là tương đương một lượng vàng, cho nên quý khách hình dung là miếng này rất dày và đặc. Khi gắn cái nắp pin vào thì ngược lại với trình tự lúc nãy chúng ta tháo ra. Thì hồi nãy chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ dặn cái dòng bán nguyệt này ra, một đũa bán nguyệt này, để mà lắc lên thì chúng ta sẽ đặt lại ngược lại trình tự nha. Là ở dưới đây sẽ có một cái chốt, một cái gọi là cái ngàm. Chúng ta sẽ tương ứng với cái ngàm trên đây và chúng ta chỉ việc xỏ vào trước, rồi chúng ta giữ tay lại, chúng ta đè vào, ngay lập tức cái vòng bán nguyệt này nó tự xoay và khi nhấn vào nó tự trở lại, chúng ta đẩy vào là xong. Phần da, hông, tất cả những nút bấm, tất cả mỗi cái đều là vàng nguyên khối hết. Đặc biệt nữa là ở phần sau nắp pin này. Vâng, và như vậy Kỳ Lân đã cơ bản giới thiệu về chiếc điện thoại V2 có giá trị ngang hàng, ngang ngửa với một chiếc Mercedes. Đến đây là kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả các khách đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân Luxury bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này, cũng như like, theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury nhé. Hoặc gọi trực tiếp vào hotline cũng như kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.